Cắm trại trong nghĩa trang, thử cảm giác mạnh. Hai người gặp nạn, xe lao xuống vực. Ngày 21 tháng 8, Công an huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã giải cứu thành công hai nạn nhân trong vụ lao xe xuống vực hy hữu giữa đêm khuya. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định. Trong đó, một trường hợp bị tổn thương khớp háng, xương chậu phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Thông tin ban đầu, 16 giờ chiều ngày 20 tháng 8, anh PNDD, 26 tuổi và chị N, 22 tuổi, cùng trú tại Kon Tum, cùng một số người bạn đến khu vực nghĩa trang huyện Con Plong để cắm trại. Sau khi ăn uống xong, do thời tiết lạnh nên anh D và chị T lên ô tô riêng để ngủ. Đến khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 8, anh D vô tình gạt trúng phanh tay khiến cho chiếc xe lao xuống vực sâu. Không lâu sau, một người bạn trong nhóm phát hiện sự việc nên nhanh chóng báo cho công an huyện Con Plong. Nhận tin báo, lực lượng giải cứu đã mở lối đi hơn 60 mét, tiếp cận, gánh các nạn nhân lên vị trí an toàn, chuyển cả hai đến trung tâm y tế huyện Con Plong cấp cứu. Vụ việc khiến chị T bị thương nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, còn anh D bị xây xát nhẹ. Cư dân mạng đang cho rằng nhóm của anh D và chị N quá bất cẩn khi đi cắm trại ở đâu không đi, lại đi ngay vào nghĩa trang một cao điểm của các thể loại câu hồn. Tính ra chơi với ông bà tổ tiên hay gì mà ra nghĩa trang cắm trại, phải chạy đậu. Nghĩa trang thì chắc không vô tình đâu, lần sau nhớ xin phép, tổ tiên gánh còng lưng. Đến chiều, hết chỗ cắm trại rồi hay sao? Không phải tai nạn mà là tâm linh đấy. Các bạn nghĩ sao về vấn đề cắm trại ở nghĩa trang, có tâm linh hay không? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.